Rồi thì trong video trước của chúng ta là chúng ta đã gọi là tìm hiểu về cái thằng props rồi và chúng ta đang phát sinh một vấn đề đấy là nếu mà chúng ta truyền một cái nội dung con vào thì chúng ta chưa xử lý được và nó không hiển thị được đúng không? Thì trong video này chúng ta chúng ta sẽ sẽ sửa cái lỗi đấy được chưa nhỉ? Rồi thì để mà sửa cái lỗi đấy thì thực ra nó dễ nó dễ lắm. Thực ra thì nó dễ nhưng mà em muốn là phải tách hẳn nó một video để cho các bạn sử dụng luôn. bởi vì sử dụng thằng con này thì khá là hay và để cho mọi người thấy rằng là à cái thằng react nó sẽ render ra như thế nhá đó giờ mình sẽ quay trở lại về cái code của mình này thì uh, um, chúng ta tiếp tục cho nó quay trở lại nhá thì đây ở đây chúng ta thì ở video trước của mình có truyền một cái nội dung nó có tên là This is sacred hobby animal đúng không tức nghĩa là cái này nó chỉ là một cái động vật thứ hai mà tôi yêu thích thôi đấy và bây giờ tôi muốn là hiển thị cái này ra để cho biết rằng là, à cái con thứ hai của tôi như thế đấy, thì như vậy ở bên này chúng ta này thì chúng ta phải setup cho nó thêm một cái thuộc tính nữa, đấy, thêm một thuộc tính nữa và thuộc tính đấy thì uh, nó có tên là children đấy, có nghĩa là con nữa để nó biết rằng là à ở trong cái nội dung của component của tôi thì vẫn còn nội dung con và tôi phải render nó ra được chưa nhỉ chứ không phải là nó không render ra đấy rồi thì đầu tiên là mình sẽ tạo được một cái thẻ div một thẻ div đi uhm, rồi và trong này của mình thì mình uh, paste cái nội dung cũ của mình vào đã được chưa paste cái nội dung cũ của mình vào và sau đấy thì mình sẽ viết thêm ví dụ nên mình muốn là nó hiển thị bằng thẻ p đi đấy. Mình muốn là nó hiển thị bằng thẻ p đi chưa? rồi và trong này thì mình muốn là đây sẽ là nơi mà mình chứa cái nội dung này đấy, có những nội dung quan gì đây thì mình sẽ chứa hết ở đây thì như vậy thì ở đây rõ ràng là mình sẽ có thể truyền được và các bạn nhớ là đây sẽ phải báo cho nó đây là đây sẽ là nơi để hiển thị ra các cái nội dung con của props được chưa thì đây sẽ là props chấm children Đấy. như này bây giờ đấy như vậy là nó đã hiểu được là đây tất cả các cái nội dung tất cả các nội dung uh, phụ thì nó sẽ được hiển thị ở đây cho mình được chưa Đấy. tức là đây là các cái thuộc tính đây thì bạn coi đây là một thuộc tính đây là một thuộc tính và thằng này cũng là một thuộc tính thì thằng này nó là một thuộc tính con được chưa nhỉ ok thì bây giờ mình sẽ hiển thị ra ngoài mình cho nét lại được chưa đấy và bây giờ mình sẽ ra ngoài rồi đây thì các bạn thấy không như vậy là nó đã hiển thị cái thằng zit second hobby animal đúng không đây mình phóng to cho mọi người thấy này đấy, được chưa đây thì bây giờ thế vậy thì bây giờ mình sẽ thử chuột phải ra xem để xem nó sẽ hiển thị render ra ngoài trình duyệt như thế nào nhá đây mình sẽ chuyển sang bên này đi đấy các bạn thấy không đây nhá thì đây các bạn thấy là nó đã thêm vào đúng cái thẻ P mà chúng ta yêu cầu đúng không? Thế vậy giờ mình sẽ xem thử xem là những cái thằng khác thì sao Có một còn lại Đấy. Rồi thì bạn sẽ thấy là ở đây nó vẫn render ra thằng thẻ P Đúng không? Nhưng nó lại để thằng thẻ P là trống Đúng nhỉ? À như vậy thì chúng ta phải suy ra một cái điều Chúng ta phải chú ý rằng một điều là Nếu mà chúng ta tạo ra các cái Prop Children như này Thì vô tình là chúng ta đã tạo ra được một cái thẻ Một cái thẻ mà chứa cái thằng Prop Children này Và nếu mà chúng ta không nói gì về nội dung Ở đây thì nó sẽ mặc định là giá trị sẽ là null được chưa nhỉ? Đấy, thì như vậy là nó vẫn render ra các cái cặp thẻ trống đúng nhỉ? Thì đây cũng là một trong lý do mà khi mà các bạn hay gọi là cover lại một cái một cái team nào đấy ở trên một website nào đấy các bạn thấy rằng là có một số những cái thẻ tang của nó tự nhiên nó để trống. À, thì lúc này các bạn sẽ liên tưởng lại thử xem là liệu rằng trang đấy có đang chạy về hay không nhá. <laughs> xem như thế nào đúng không? Tất nhiên là không phải cái nào để trống thì cũng là do thằng này sẽ gây ra mà tất nhiên là họ có ý đồ người ta nữa. Thế nhưng Đấy, thì chúng ta đặt câu hỏi thử thế xem sao rồi chúng ta tìm hiểu làm sao nhá <laughs> rồi đấy thì như vậy thì chúng ta đã hiển thị được cái thằng giá trị này ra đúng không nhá và, và các bạn yên tâm là cái giá trị này chúng ta thì các bạn có thể chuyển bất cứ một cái gì nhá ví dụ các bạn chuyển một cái thẻ html bình thường cũng được ví dụ mình cho là h3 đi h3 uhm, h3 đấy chưa và đấy mình đóng hoặc và mình h3 tiếp thì ở đây các bạn chỉ cần đấy sẽ là Z e is the second copy animal ok mình ta chọn s lại đấy, thì nó sẽ coi đây chúng ta vẫn có một cái h3 và nó sẽ nằm ở trong cái thẻ p này nha đây kiểm tra được chưa h3 nằm trong cái thẻ p nhá bạn thấy không đấy và các bạn hoàn toàn vẫn có thể truyền được các dữ liệu một cách như bình thường được chưa nhỉ đấy. rồi thì ở đây chúng ta vào trong phần console thì chúng ta thấy cái gì đây validate string không thể xuất hiện được ở trong cái thằng h3 và p ok không gì cả. cái lỗi này mình sẽ nói sau về cái lỗi mà chúng ta đang gặp phải như này nhá còn ở đây chúng ta chỉ hiểu là à nó có thể làm được như này và nó hiển thị lại này trước đã được chưa nhỉ? Đấy. thì đấy video này chúng ta sẽ dừng ở cái việc là chúng ta sẽ hiển thị cái cái giá trị con này của chúng ta thông qua thằng prop children được nhá. À, thì ở trong cái, cái 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 video sau của chúng ta thì chúng ta sẽ tìm hiểu đến cái thằng tiếp theo nó có tên là stay. Đấy có tên là stay ở trong common còn nó là cái gì thì ở video sau chúng ta sẽ tìm hiểu nhá rồi bye bye người hẹn mọi người trong video sau